kết thân với nhau khi còn ở trong trại giam, sau khi ra trại đã cùng nhau đi trộm xe máy. Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ Nguyễn Văn Lực, 29 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn và Lê Văn Thanh, 32 tuổi, trú thành phố Hà Nội, khi hai người này thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Lục Ngạn, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Trước đó tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy gây bất xúc trong quần chúng nhân dân. Công an huyện Hữu Lũng đã phối hợp với công an huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Lực và Lê Văn Thanh, thu giữ hai xe máy và nhiều tăng vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, hai người này khai quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang. Sau khi ra trại, do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy của người dân. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, chỉ trong 3 ngày đã liên tiếp trộm 3 chiếc xe máy tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn và 2 chiếc xe máy tại các huyện Lục Ngạn và Yên Thế tỉnh Bắc Giang. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng xử lý theo quy định.